Thì như mọi người thấy ở đây chúng ta có chlorine ha. Mình không quay lúc mà mình roll chlorine bởi vì là tại vì mình bấm 10 roll là mình ra rồi nên là mình không quay. Nhưng mà mình chơi chơi mình sẽ build chlorine và mình sẽ chạy nhân vật của chlorine như 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 bình thường của King ha. Nói sơ qua cái bộ kit đi ha. Chlorine á thì cái chiêu đánh thường thì nó như vậy. Nó cũng là một cái đánh thường bình thường thôi, cũng không có quá gì đặc biệt. Còn đánh trọng kích á thì Chlorine sẽ là chuyển sang dạng bắn như vậy. Đó, cũng khá là thú vị ha. Nhưng mà hai cái này không phải là cái kit đam chính của Chlorine. Cái kit đam chính của Chlorine nó nằm ở E. E của Chlorine sẽ đưa vào trạng một trạng thái đặc biệt. Sau đó thì sẽ đứng bắn thường nha. Đó. Đó, kích hoạt lại E thì Chlorine từ từ để xíu. Thì kích hoạt lại E thì là khiến sẽ khiến Chlorine lướt tới như vậy nè. Đó. Thì cái combo hợp lý của Chlorine nó sẽ là đánh ba cái, sau đó lướt một cái để mà đó, tại vì như mọi người thấy á thì khi mà Chlorine đứng đánh thường lúc mà sau khi E á là Chlorine sẽ có một cái khế ước sinh mệnh nó nằm ở dưới này nè, mọi người có thể thấy ha. Thì mà mọi người lướt E lại á thì nó sẽ tiêu hao cái khế ước sinh mệnh đó, cho nên là Chlorine cái combo sẽ là E một cái đánh thường 1 2 3 lướt một cái, 1 2 3 lướt một cái, 1 2 3 lướt một cái, 1 2 3 lướt một cái. Đó, kiểu vậy. Đó sẽ là tối ưu hóa nhất cho đam của Chlorine và vừa giúp Chlorine có thể hồi máu cho bản thân nữa. Yeah. Thì kit chiêu E nó là vậy. Ulti á thì mình đang chưa có ulti ha. Nhưng mà cơ bản ulti nó sẽ là một cái gây một gọi là gây rất nhiều đam, nó vậy thôi. Đó, nó gây rất nhiều đam mà đam 5 lần như Mochi á. Đó, nó cơ bản là vậy thôi. Ulti rất là đơn giản. Rồi thì cái thiên phú thứ nhất á, của Chlorine á, là sẽ tăng đam của cái E đánh thường trong E của Chlorine sau khi mà đồng đội của bản thân có kích hoạt một phản ứng liên quan tới nguyên tố lôi. Thì cho nên là mình nếu mà mình nghĩ á, là cái team mạnh nhất của Chlorine sẽ có thêm một nhân vật hệ 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 lôi nữa để có thể dễ dàng kích hoạt cái phản ứng lôi này hơn, ví dụ như là Fischl á, kiểu vậy. Và chúng ta sẽ chơi tăng cường với lại Chlorine. Tiếp theo thì cái thiên phú thứ hai này là của Chlorine đó, nó sẽ cho Chlorine thêm 20% tỷ lệ bạo kích ha, cho nên là Chlorine cũng sẽ không quá cần phải build gọi là 100% tỷ lệ bạo kích hay là 90 80 ha. Tầm 70 là Chlorine đã có được tầm hai là gọi là 90% tỷ lệ bạo kích rồi, và cái điều này nó cũng sẽ tăng cái khế ước sinh mệnh mà Chlorine nhận được khi mà có trị liệu nữa. Cho nên là mọi người nếu mà mọi người muốn Chlorine được free 20% á thì mọi người nên cầm Chlorine với một nhân vật hệ có khả năng healing nha. Mình nghĩ là sẽ là mấy con như là Bennett hay là có thể là Cookie Shinobu maybe. Để chơi team hai bờ Bloom cũng không phải là quá tệ. Tiếp theo thì chúng ta tới vũ khí. Vũ khí của Chlorine thì chúng ta là một con crit DPS bình thường thì Chlorine sẽ cầm những cây mà có crit, chủ yếu là vậy. Thì mình có cái cây này hiện tại là cây mạnh nhất và cũng giúp Chlorine có thể chơi được cái tăng cường luôn. Thì mình sẽ tạm thời cầm cây này để mà đỡ đỡ phải nâng cái cây này trong video. Nhưng mà bình thường mình cũng có thể cầm nanh sói nè, cũng có thể cũng sẽ là một cây khá là ổn, cũng như là kiếm đen, hai cây battle pass là cây nào cũng có cũng gọi là ổn cho Chlorine đi ha. Cầm cái cây mà rèn của Fontaine cũng cũng là một cây tốt. Cộng cây này nó cũng sẽ là một cây khá là ổn bởi vì nó có sẽ tăng sức sát thương nguyên tố lôi, gọi là sát thương mà đối với kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố lôi cho mọi người. Còn lại thì mấy cây như có thể có tinh thông như là cây này hoặc là cây Tokabu Shigure, nếu mà mọi người chơi với phản ứng nguyên tố thảo thì nó cũng không phải quá tệ. Nếu mà mọi người giữ được cái lượng máu trên 90% á thì mọi người cũng có thể cầm thần kiếm Lê Minh ha. Tại vì cơ bản là cái khế ước sinh mệnh nó hơi khó giữ cái máu của mình á, cho nên là mình cũng không khuyến khích mọi người chơi cái cây này cho lắm. Nếu mà mọi người có rôn cung mệnh thì mình khuyên là tầm cung mệnh 2, cung mệnh 3 nó sẽ là một cái cung mệnh thích hợp rồi. Nên cung mệnh 6 thì nếu mà mọi người yeah. Còn nếu mà mọi người không thì mình nếu mà có cung mệnh thì mình chỉ khuyên vậy thôi. Nhưng mà C0 mình thấy C0 R1 có giá trị hơn cho Chlorine ha. Về bộ thánh di vật thì do là một DPS có liên quan tới khế ước sinh mệnh thì chắc chắn Chlorine sẽ sử dụng bộ 4 mảnh hài hòa bất thường ha. Theo mình thấy á, là Chlorine scale khá nhiều liên quan tới tấn công, cho nên là cái set hai cái này thì không nói, nhưng mà cái này thì chắc chắn là tấn công nè, cái này là vẫn là crit ray nè nếu mà mọi người đang thiếu crit ray, còn nếu mà crit dam, nếu mà mọi người đang dư crit dam rồi hoặc là sử dụng những vũ khí crit ray á, hiện tại mình nghĩ á, là mọi người có thể lựa chọn giữa attack và sát thương nguyên tố lôi ha. Mọi người có cái nào mạnh hơn thì mọi người lựa chọn cái đó. Yeah. Còn hiện tại thì mình mới có hai mảnh bộ hài hòa bất thường thôi. Đồng đội hiện tại của Chlorine á mà mình nghĩ mình sẽ sử dụng trong video này á, nó sẽ là
Đầu tiên là mình sẽ chơi chơi team tăng cường, mình sẽ chơi team tăng cường. Mình chắc chắn sẽ có Nahida nè, sau đó là Cookie nè. Do là mình chưa build official á, cho nên là mình nghĩ là cái người nhân vật tiếp theo mình sẽ sử dụng á, nó mình nghĩ sẽ là Xuyên Chiêu á. Nó sẽ vừa full cái team. Nó sẽ vừa full cái team hai bập lum luôn, và mình sẽ thử coi cái team hai bập lum của Cookie nó có hơn gì được cái team hai bập lum của Sino hay không ha. Để coi. Nếu mà không được á thì mình nghĩ là chúng ta có thể đổi thành một cái team khác, ví dụ như hiện tại là team Chlorine nó sẽ như vậy, mình sẽ sử dụng thử. Nếu không được á thì mình sẽ sử dụng một cái team khác, ví dụ như là team Hyper Carry Chlorine. Sử dụng Furina nè, rồi Bennett. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng thử cái team quốc dân National này cũng có thể là một lựa chọn ha. Nhưng mà bởi vì là Chlorine không có khả năng nạp như là Raiden Shogun, nên là mình nghĩ cái team này nó sẽ yếu hơn là so với lại Raiden Shogun. Mọi người cũng có thể sử dụng Yongli, sau đó Nahida rồi Cookie official để mà gọi là team tăng cường bình thường ha. Nhưng mà mình nghĩ thì chắc cũng không cần lắm, với lại mình cũng không biết là nó sẽ là như thế nào. Là tạm thời mình sẽ sử dụng thử cái team bình thường của Chlorine, đó chính là team hai bập lum đi ha. Mình nghĩ là team hai bập lum sẽ là cái team tốt cho Cookie. Nếu mà sau đó mình được thông nhận được thông tin nào khác đó là cái team này nó không mạnh cho Chlorine và nó sử dụng team khác á, thì cái video này có thể nó sẽ extend ra để mà mình build cả những nhân vật khác luôn ha. Thì chúng ta bây giờ chắc là không có gì, chúng ta đánh boss trước để coi chúng ta có được những cái để coi farm Chlorine được nhanh hay không. Hiện tại con Chlorine của mình level 40 ha, cho nên là có khi là bị con quỷ này giết luôn nè, tại vì con này nó còn có kháng lôi nữa. Để coi sao. Thật ra đam nó cũng, thì tại mình thấy là nó cũng không tới mức rồi quá tệ ha. Do hai bùm, chắc là do mình nghĩ là do hai bùm lum gánh hết đó chứ. Ê, ủa mà Chlorine, ủa Chlorine chết là nào vậy, mình cũng không để ý luôn. Lại ok thôi hai bùm lum gánh đi, ai da. Tối đâu mình bệnh đã nói rồi, level 40 là Chlorine dễ chết lắm. Đâu có máu đâu mà sống. Ô được 3 này, lần đầu được 3 luôn. Ngon. Bây giờ chúng ta được 3. Ủa, level 1 luôn mà chưa nâng level, hèn chi. Trời ơi. Skill issue. Hay chưa nâng luôn. Ok thì bây giờ chúng ta cũng nâng rồi nè, 40 nè. Rồi. Lên 50 luôn đi. Đó. Không. Rồi bây giờ chúng ta le ra chỗ khác, đợi con ngựa xuất hiện lại rồi chúng ta đánh tiếp. Chắc lần này lên 50 rồi Chlorine nó sẽ không dễ chết như hồi nãy đâu ha. Well, chưa có đam cho nên là Chlorine đam đang mọi người thấy hơi bé rồi đúng không? chưa lát nữa chúng ta mới tính đam của Chlorine sâu à. Chứ giờ bé xíu, trăm mấy chủ yếu là Nahida gánh đam. Ok, giờ nó ra 2 thì hơi buồn á, nó ra 2 thì chúng ta phải đợi thêm một lần nữa thì chúng ta mới có thể đưa Chlorine lên level tiếp theo. Với lại do là chúng ta mới có 2 tháng di vật thôi. Có khi là mình sẽ thay cái set nào khác cho Chlorine xài tạm, sau đó chúng ta sử dụng, gọi là chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ gọi là chơi Chlorine lùng làm một video tháng di vật của Chlorine sau. Mình cũng đang có ý định làm một video tháng di vật của Chlorine rồi, nhưng mà yeah, đây không có. Chúng ta phải làm xong cái đống này đã, phải build Chlorine lên 90 đã. À mà tính này cứ quên hoài ha mọi người. Chúng ta phải đổi cánh cho cho Chlorine đã. Đây, cái cánh này mình thấy cũng bình thường ha. Ê, nhưng mà cái này lại hợp hết này. Sử dụng cái cánh này ha. Hợp hết lần thứ 2 nào. Lần thứ 3 nào. Cái lần này được 3 nhỉ? Mình nghĩ vậy. À không, 2 thôi. Ok, nói trước bước hôm qua. Mà muốn mình sẽ không nói trước nữa. Chắc chắn lúc đó sẽ bước qua ha. Ok. Thì nhưng mà vấn đề là Chlorine bả tăng bạo kích của tỷ lệ bạo kích của bản thân luôn, cho nên là chúng ta chỉ cần build sát thương bạo kích là chủ yếu, chứ cái việc mà mọi người build tỷ lệ bạo kích nó hơi dễ bị cap ha. Thì bả đã có sẵn khá là nhiều tỷ lệ bạo kích trong bản thân rồi nè. Đó,
thì cái cấp này thì nó sẽ mở khóa thiên phú, cho nên nó không sẽ không có cái tỷ lệ bạo kích. Nhưng mà cái thiên phú thù lao của khế ước nó cũng sẽ tăng 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 tỷ lệ bạo kích cho Chlorine 20%, cho nên là nó cũng basically nó cũng như nhau. Lần tiếp theo này mình mới đổi team một xíu ha. Oh, được 3 này, ngon. Để coi đủ sau cái lần này chúng ta phải đi nhặt sò này. Là một lần nữa là lên 70 là chúng ta phải đi nhặt này. Nhưng mà quơ mình bữa mình lỡ nhặt chưa có đủ, cho nên là mình phải dời lại cho chuyện khác đi ha. Ủa? Khó nhờ, cái gì đây, sao điện chết vậy? Còn boss đâu? Thì con boss tên đứng ở đó luôn rồi. Chạy. Ủa ê, sao chết? À, chán thiệt chứ. Ồ, ê, nhìn ngon phết mọi người, nâng thử. À, tự nhiên có đồ nâng. Vậy đây, tự nhiên chắc đấu sĩ mình được nâng cấp vậy. Liệu cái này có phải nói là Chlorine xài giác đấu sĩ không? Tập thứ tư là phòng ngự này, ok, vậy là xài cho Noel rồi. Đây là xài Noel rồi mọi người. Để nó lệch đúng một lần hiện tại kìa. Chắc xem thử lần nữa cũng được. Ơ, tốt phết, ê. Tốt phết mọi người. Ơ, nên thêm một cộng một cái hoa cho set này cũng được ngon. Ok, mà vậy là Chlorine lên được 70 rồi ha. Giờ bắt đầu chúng ta bị thiếu sao biển. Rồi 70 giờ bị thiếu sao biển này, cho nên là chúng ta sẽ đi đánh từ từ. Tức là mình có nghe một vài nguồn tin nói là cái set mạnh nhất của Chlorine thực ra là set như sấm thịnh nộ hả mọi người, chứ không phải là set cái set hiện tại. Tại vì này cái đó set như sấm nó sẽ giúp giảm cái thời gian chiêu E của Chlorine, thì từ cái chuyện đó sẽ làm Chlorine nó đỡ bị downtime nhiều á mọi người. Nhưng mà vấn đề là giờ mình cũng có hai như sấm mà. Nó cũng là lông với lại hoa nữa. Chúng ta trap thử một vài lần đi, nó ra được thì tốt ha mọi người, nếu không ra được thì thôi. Còn cái video mà farm đồ cho Chlorine thì mình sẽ làm sau, nên là giờ chúng ta cần một cái gì đó để chúng ta làm video đi đã. Chúng ta có lần trap đầu tiên cho Chlorine ở set như sấm thì nộ. Mình cũng nhiều cũng hơi nhiều đồ trap vậy đấy chứ. Chứ không quá nhiều ơi. Ok, lần đầu tiên này nó ra khá nhiều cái set, cái thứ mình cần. Ê, mới nói xong cái nó ra cái này. HP, sát thương vật lý này. Sát thương nguyên tố phòng ngự này. HP, tỷ lệ bạo suy nghĩ được đây. Phòng ngự HP. Ok, chúng ta làm thêm hai lần nữa đi, rồi chúng ta coi chúng ta có gì để xài. Long thì suy nghĩ được. Hoa thì không có gì này. Tinh thông cũng ổn này, tinh thông được. Không được. Ăn sát thương nguyên tố thủy này cái gì đây? Tấn công. Ê, sát thương bạo kích kìa, cái này ngon hơn. Ok. Chlorine là lên chơi là chơi bả chơi lên tỷ lệ bạo á, cho nên là chúng ta cần sát thương bạo hơn. Nhìn cũng có vẻ ổn nha mọi người. Cái này suy nghĩ được luôn này. Phòng ngự. Phòng ngự, cái gì vậy? 5 phòng ngự luôn á. Cái gì đây? HP, sát thương nguyên tố băng, sát thương nguyên tố thảo, tấn công. Hay rồi, 3 lần rồi đó mọi người. Giờ chúng ta cùng roll nha, chúng ta có những gì này. Một cái hoa này nè, lên 4 thử đi. Mấy cái mình lên 4 trước. Tấn công flash, tức đẹp. Long thì chúng ta có cái thử luôn. Mấy cái này mình không mong đợi lắm, tại vì mình đã có sẵn rồi thì nâng tạm thôi. Còn mấy cái quan trọng hơn tính. Có mấy cái quan trọng hơn. Cái này thì bỏ đi ạ. Mọi người muốn mình nâng phụ thì nâng. Ơ à, ê ngon này mọi người. Ê on set luôn. Ngon. Lên tí này. Ồ ê. Có lẽ nào. Có khi nào, có thể nào không? Vô là hai lần nữa không? Hey, that's pretty good.
Ồ, nó vô một lần nữa. Ok, ổn, cũng ổn, cũng ổn, cũng ổn. Vậy 3 trên 4 rồi nè. Ngon. 3 trên 4, 3 trên 4. Được, 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 được. À, để ăn mừng mình nâng đãi cái này cho vui đi ha. Nâng 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 thử, nâng thử cho vui. Vui nhà vui cửa mọi người. Ok, nó rớt hai lần hiệu quả nè. Thật mà nó vẫn 30 CV kìa. Nó rớt hai lần mà nó vẫn 30 CV. Ảo điên luôn. Ok. Rồi chúng ta nâng cái hoa này đi. Một lần rớt. Một lần đúng. Một lần đúng nữa. Ok, hai lần đúng. Ok, này tha nốt rồi. Từ từ, khoan để mình coi coi cái hoa hiện tại của mình như thế nào đó. Này nó cũng được, nhưng mà nếu mà có thêm một cái nữa thì cũng không tệ. Mình đang thử lên lên 20 coi như thế nào á, không được thì bỏ thôi. Ok, vậy bỏ y chang, nó yếu hơn cái cũ nữa. Cái cũ nó nhiều phòng ngự nhưng mà ít chứ nó cũng 30 CV, còn cái này nó còn không 30 CV nữa. Rồi, tới cái thác thương nguyên tố thủy này. Dây lan chăng hay là xin chiêu đây. Hài điên. Và anh lệch hết luôn. À, ví dụ hai dòng tấn công thì bỏ đi ha. Ok. Rồi. À, nhưng mà chúng ta có cái này suy nghĩ thử đầu tiên này. Đây là vô phòng ngự thì chúng ta bỏ ha. Bây giờ chúng ta tới cái với cái chính. Cái chính của chúng ta là cái sát thương bạo. Ít nhất nó vô một lần thì đỡ. Nó vô được một lần thì mừng. À, ba dòng hơi tệ nha. Một lần HP này. Một lần lệch nữa này. Ok, ít nhất vô được một lần này. Ai à... Ok, lần cuối này vô lần nữa đi cho vui. Ok, bạn vô HP. Thôi chúng ta xài đỡ cũng được ha. Tạm thời chúng ta có đồ xài đỡ rồi. Nói chung cũng không tệ lắm. 59, 280 à. Hơi nhiều sát thương bạo rồi. Hơi nhiều sát thương bạo rồi. Từ từ khoan đã. Sát thương mình tối lôi thì mình trình cho mình nhớ mình có hai cái ly thôi á. Cái này cũng không hơn cái khẩm là bao nhiêu. Vậy chúng ta xài thử tấn công đi. Một cái là Chin xài, một cái là Xian Yun. Cái nào cũng tốt á. Và cái này nó có nhiều tỷ lệ hơn rồi mình xài thử nè. 70, 264 cũng ổn, cũng ổn. Ok, cũng được. Không tới nổi. Rồi cho Sino xin lại cái. Ok, để nhìn 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 cũng ổn với mọi người. Nhưng mà lát nữa, cái vấn đề lát nữa là sẽ, và bà này cũng sẽ nên nâng thêm một phần tỷ lệ nữa. Cho nên là lát nữa sẽ nó sẽ cao hơn 70 á. À, có nghĩa là lát nữa mình sẽ cân đồ sau. Lát trên lên 90 rồi chúng ta sẽ cân đồ sau. Nhưng bây giờ thì chúng ta còn một vài lần đánh boss nữa thì chúng ta cơ bản là chúng ta cứ đánh xong con boss đi đã, rồi chúng ta tính ha. Chúng ta còn hai lần nữa rồi. Mà từ từ khoan đã, chúng ta còn đang phải nâng thiên phú của Chlorine nữa ấy chứ. Chúng ta sẽ nâng đi. Mình nhớ tham khảo thì thiên phú quan trọng nhất của Chlorine là E ha. Nè để coi bấm tham khảo thiên phú nè. Ai chưa có thống kê số liệu đề cử nữa hả? Nhưng mà mình nhớ là cái quan trọng nhất của Chlorine là E. Nhưng mà cho nên là mình sẽ thử lên 688 ở trong video này ha mọi người. Nếu 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 được. Thì cái ulti nó chỉ là một cái burst lên thôi, cho nên là nó cũng không quan trọng lắm. Cho nên là mình sẽ lên thử 666 cái đánh thường E trước. Rồi đó. Rồi đột phá cấp 5 thì mình lên được thêm một lần nữa lên 7. Rồi giờ chúng ta còn cái này thì chúng ta có thể lên 4 4 cái đánh thường maybe. Ừ thì đó mọi người có thể thấy cái này nó không ảnh hưởng gì tới cái ulti hết, cho nên là mình sẽ lên 4 đi thôi thôi ha. Xong cái này mình sẽ lên 5 nè. Rồi ok, 4 6 5. Có vẻ ổn, có vẻ ổn. Ui lại chết không được ở mà. Ủa vậy cái cơ chế hồi máu của Chlorine là sao nhỉ? Sao mình nãy giờ mình không được hồi máu ấy chứ? Ừ khoan đã. À, có hồi mà không không nhiều lắm mọi người. Mình thấy có hồi mà không nhiều lắm. Ừ có hồi mà không được nhiều hết á. Ok thực ra là cũng có hồi á, nhưng mà mình nghĩ chắc là phải lên thêm E nữa đó, nó mới hồi nhiều ha. Ok có vẻ như hơi hơi à, do cái ulti mình chưa đủ, như là cái hồi máu của cái cây mà khế ước sinh mệnh nó chưa đủ để mà hồi hồi đủ nhiều. Ok có khả năng là vậy. Ui vừa xài ulti xong nó canh đúng lúc đó combo kìa, hay thiệt chứ. Buồn buồn buồn.
Đấy, chơi chlorine mà không có siêu giống như Dark Soul á mọi người. Đấy là giống Dark Soul rồi đó. Rồi, có gì đây? Ó, hai à, là này hai thôi à, hơi buồn. Ok, đây cũng không sao. Tại vì cơ bản là bây giờ chúng ta còn cũng còn ít nhất là hai lần nữa thì chúng ta mới lên chlorine được lên cấp 80 nên cũng không lo lắm. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Ok, lần tiếp theo của chúng ta. Được 3 rồi nè. Đúng rồi, đúng là phải không nói gì mới được 3. Ok, rồi, vậy giờ chlorine của chúng ta lên thêm được phá được lần nữa. À chưa mới được phá xong. Còn ít nhất là hai lần đánh nữa mới được. Ok, hôm nay là thứ 6 cho nên chúng ta đi farm thiên phú nhân vật ha. Mình cũng chưa có 666 được cho nên là bắt buộc phải đi farm hôm nay thôi. Với lại chúng ta cũng chưa có gọi là cái set thánh di vật của chúng ta thì tạm hoàn thành rồi ha. Cái video mà farm thánh di vật sẽ là video sau. Còn cái việc mà vũ khí thì chúng ta cũng tạm sử dụng rồi. Cộng với lại là chúng ta chưa lượm sao để mà chúng ta có thể tiếp tục đi farm boss. Cho nên là tạm thời hôm nay chúng ta sẽ đi farm thiên phú của Chlorine đi ha. Không có gì hết. Hay... cũng hơi xui nha. Hơi xui nha. Này hơi xui đấy. Đây là nó còn xui hơn hai lần hồi nãy nữa. Ai à, gì đây. Hay... hơi xui luôn, xui điên, xui khùng luôn. Hay... ok, giữa cuối hôm nay cũng chúng ta và chúng ta cũng không có được một cái tím là luôn. Hôm nay có vẻ hơi xui ha. Hay... có lẽ hôm nay là on Castarell stream cho nên là nó hơi xui tí. Ok. Hơi buồn. Nhưng mà chúng ta cũng lên được thêm thiên phú này lên 6 ha. Chắc mình nghĩ là 666 hợp lý rồi đấy. Rồi, chúng ta chỉ còn là đi đánh boss với lại chơi... đi lượm sao biển để mà chúng ta có thể đủ thôi. Để chút xíu này. Ok, chúng ta có thể đổi mình dư rồi mà, có thể đổi một xíu. Ok, chúng ta không cần nhiều tới mức đó nhưng mà cứ làm trước đi ha. Cứ sau gì chúng ta cũng sẽ đổi lên thôi. Nhưng mà giờ là chúng ta lên được 666 này. Ok. Đấy, khá là tốt. Rồi sau khi mà chúng ta bắt đầu đi lượm sao á thì chúng ta sẽ nâng được chlorine lên thêm này. Nên là chị thấy mình thấy cũng tốt ha. Này farm tiếp nguyên liệu boss của Chlorine đi ha. Mình giờ hiện tại đang có 8 cái. Thì 8 cái này á thì Chlorine đã lên được cần 4 cái nữa mới lên được tới 80. Và chúng ta để lên kia là tận 20 lần. Cho nên là chúng ta sẽ cần là 32 cái nguyên liệu boss lận. Cho nên hôm nay cũng chưa đủ đâu. Hôm nay cũng chưa đủ đâu. Nhưng mà để mình check coi là sao biển có hồi chưa để mình đi lượm luôn cho nó xong ha. Ok, thì apparently là sao biển hồi rồi á, cho nên chúng ta bắt đầu quá trình lượm ở đây luôn đi. Thì chlorine chúng ta cần là 45 trừ cho 38 là còn 7 cái, cộng với 60 cái nữa chúng ta cần 67 cái ha. Ok, thì bắt đầu lượm thôi. Mình sẽ kêu mấy cái tiếng động lạ lạ trong lúc mà mình lượm cho mọi người biết là mình lượm cho mọi người dễ đếm hơn ha. Bắt đầu nè. 2 3 lơ 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 la 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 do lo le la 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 ba re ba ti lo do re 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 mi 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 so so re la ba so do do mi 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 don don do fa re 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 ba ma fa do ti re mi fa do do fa mi re do do son si a la ti ba son do. Ok. Vừa đủ luôn ha mọi người, vừa đủ luôn. Giờ đi đánh boss tiếp thôi. Hên dễ sợ, vừa đủ không bị thiếu. Đây, lần này được như đây. Ba này, ngon. Tăng sát thương vật lý thì chịu ha. Mình cần tăng sát thương phong hơn. Thì bằng một cách thần kỳ nào đó, Kuki Sunobu chết được. Hơi lạ. K-
Vậy như là mình cứ nghĩ là cái ulti cái gọi là cái EC6 của Kuki có một cái khoảng thời gian mà Kuki sẽ bất tử á, tầm 2 3 giây gì đó, nhưng mà không ngờ là kiểu như là xuống một máu mà ăn tiếp cái đòn tiếp theo là chết luôn. Cho nên là kiểu như là vừa xuống một máu xong cái đòn mà DOT của cái con cá ngựa để lại trên sàn á, giết giết Kuki luôn. Hơi 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 bất ngờ xíu ha. Ba cái này cũng được, cũng được. Ok, vậy chúng ta đã có thể đưa cho Chlorine lên một level mới. Nhưng mà từ thiếu 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 đá, thiếu đá là từ đi 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 grab đá đã. 5 minutes later. Ok, giờ chúng ta cho Chlorine lên 80 thôi nào. Một run thường. Cái vấn đề là hiện tại là với Thiên Phú mình cũng phải cần farm một ngày nữa ha. À không không, Thiên Phú lên được rồi nè. Đó, bây giờ mình sẽ lên cái E, E lên một level nha. Và lên được một level nữa cái E đấy, để coi mình đổi nguyên liệu ha. Thì mình đổi nguyên liệu chắc chắn là sẽ được. Hên là mình có tích tích lại 2 3 ngày rồi. Mình nhớ là Chlorine xài cái này đúng không? Nếu mà cái này đúng thì mình sẽ đổi là được. Ok, rồi Thiên Phú chúng ta sẽ lên được 8. Rồi. Ok, không biết cái này lên được 7 không nè. Để từ từ để coi cái này lên được 7 không. Lên luôn được thì tốt. Đó, hình như có vẻ lên được đó nha. Đứng dậy của chính nghĩa là đúng rồi nè. X2 đi. Bao nhiêu cái X2 đây? 4x2 cũng được, cũng được. Tỷ lệ 10% mà 4 là ngon nhá. Ok rồi, chúng ta có thể grab 12 cái này. Để coi X2 được nhiêu. Hai cái ổn ổn ổn, hai cái là ngon rồi. Cảm ơn Layla nha. Rồi bây giờ chúng ta thêm thêm một cái này nữa đi cho Chlorine lên 8, 8 6 8 8 như mà cái như lúc đầu chúng ta đã định. Rồi chúng ta sẽ farm tiếp cái nguyên liệu mà ok rồi 6 8 8 như chúng ta đã định. Rồi đó chúng ta sẽ farm tiếp nguyên liệu boss cho Chlorine lên 90, rồi chúng ta sẽ đi đánh La Hoàng thử ha. Kiếm thì dày, thánh di vật cũng chúng ta như vậy rồi. Đó. 688 C0R0 tỷ lệ bảo sát thương bạo thì như vậy, có 15% sát thương nguyên tố lôi thôi, 15%, tại vì mình hình như mình xài cái này là tấn công này đó, mình không có xài cái này sát thương nguyên tố lôi tại vì nó đang đang bị ít tỷ lệ bảo quá. 75 264 75 thì nếu mà từ từ để mình coi cái cuối nó lên được một cái thì 80 thì nó nhiều quá rồi, cho nên là mình chắc là giờ bắt đầu sẽ đổi qua lại, đổi lại so với lại cái đổi lại cái của Sino này đó, mình nghĩ vậy. Bây giờ thì để cái này là hợp lý này, lúc đầu lúc trước thì nó bị ít ít tỷ lệ quá ha, giờ thì nhìn có vẻ ổn rồi. Chúng ta sẽ trả lại cái tấn ly tấn công cho Chin cái đi, lần cuối cùng của hôm nay chúng ta, ngày mai là chúng ta sẽ xong. Ok, giờ chúng ta có 5 rồi, có nghĩa là chúng ta còn 15 lần 15 con boss nữa, 15 cái nguyên liệu boss nữa chúng ta sẽ max được chlorine của chúng ta ha. Ok. Lần này vừa đủ 200 luôn á, nãy 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 199 lúc mình đánh ha. Ok, lần này chúng ta sẽ đánh được 5 lần. Có lần đầu được 3 này, cũng ngon cũng ngon. Giờ mình chúng ta có 8 rồi. Thì nếu theo đúng đúng mà mỗi lần mà chỉ được 2 thôi, chúng ta cần phải đánh tới tận 6 lần nữa. Nhưng mà nếu mà tất cả mọi lần chúng ta chỉ cần đi được 3, tất cả đều có được 3 á, thì chúng ta sẽ phải đánh 4 lần nữa thôi. Giờ 4 hay 5 thì chưa biết. Cũng được 3 này. Ngon, cũng được cũng được. Cái hoa này cũng được này. Vẫn được 3 này. Ok. Vậy chúng ta chỉ cần 3 lần nữa thôi. Và tệ nhất là mình sẽ phải dùng thêm một dựa nếu trường hợp tệ nhất ha. Thì mình chỉ còn đủ cho 2 lần thôi. Nhưng mà cái này dễ bị cái lời nguyền mà gì lắm này, đang 17 này, nó cho hai cái là chúng ta có 19 và chúng ta vẫn phải làm thêm một lần nữa này, chuyên gia luôn ấy. Ô, ê, không không bị không bị lời nguyền mọi người. Nice. Vậy là chlorine của chúng ta bây giờ chỉ cần đổi đổi đá thôi, với lại cái đống tinh thạch dị sắc này chúng ta đã có thể max chlorine và chúng ta làm showcase rồi. Ok, đổi cái đống đó thì chắc mình nghĩ là mình đủ ấy, tại vì mình cũng
đi fontaine khá là nhiều. Bên này chỉ còn 3 thôi, bên này 55 này. Ok, sức rô. Clutch đi nào. Hãy clutch đi. Hơi dưới trung bình, ok dưới trung bình. Nhưng mà như mình nhớ bên này là đủ không? Hơi thắc mắc nhá. Có lần sức rô ơi. Yo. 23 hả? Mình nhớ hình như cần 24 để chlorine lên cấp cuối mà đúng không? Ừ, thiếu đúng một cái mọi người. Nào bây giờ chúng ta cùng đi ảo phạt thôi nào. A few minutes later. Ê, có xanh dương luôn này, ngon. Đủ luôn, đủ luôn. Hên, hên, hên. Trời, vừa đẹp luôn. Ngon. Chlorine chính thức chúng ta đạt được cấp 90. Rồi, nạp số cây thôi. Okay, thì một cái hay mà mình thấy là cái E của chlorine á, thì mọi người có thể dùng để travel được. Kiểu như mọi người spam E liên tục như vậy nè, mọi người travel nhanh, khá là nhanh ha, và cũng không tốn mana nữa. Rồi xong khi đó mọi người có thể đổi qua các nhân vật khác để mọi người chạy Yelan cái thứ đó, thì chuyển qua Yelan cái thứ để chạy nè. Thì tầm sau khi Yelan chạy á, thì mình nghĩ là vừa đẹp chlorine luôn đó. Ok, mà giờ chúng ta build xong rồi 688 cái thứ, có vũ khí rồi đội hình, thì mình nghĩ là chắc hai bộ Bloom hiện tại ở trong cạp mình là đội hình mạnh nhất rồi. Thì cơ bản thì tại vì vấn đề là ạc của mình hiện tại không thật sự có quá tải, thì quá tải ha, và cũng không có bay du luôn, cho nên chúng ta không thể test được cái đội hình mạnh nhất của chlorine. Cho nên tạm thời bây giờ chúng ta test cái đội hình này đi. Là vấn đề, thêm một cái vấn đề nữa là chlorine á, nó được tạo ra mình thấy là một driver chứ không phải là một main DPS, cho nên là cái đam của chlorine mình thấy nó sẽ là không có quá đáng kể đối với này, mọi người đâu ha. Nhưng mà cái nhờ chlorine mà đam tổng thể của team sẽ rất là cao. Ê mà mọi người, tình cờ hôm nay con rồng đất nham nó kháng lôi luôn, quá ảo điên chứ. Thôi kệ, rồng đất cổ á nó kháng nham luôn, hài điên. Đâu, nó kháng lôi cho nên là nó hơi kỳ ha. Nhưng mà chúng ta sẽ thử đam so với một con kháng lôi đi. Nghĩ là cũng không tới nỗi tệ đâu. Thật ra là mình thấy là hiện tại cũng đang không tới nỗi tệ ha. Tại vấn đề là chủ yếu là con chlorine nó sẽ là driver, cho nên là thì mọi người sẽ thấy là đam chủ yếu là đến từ Yelan với lại nói sao ta? Đam chủ yếu sẽ đến từ Yelan cộng với lại cái sát thương nguyên tố thảo á. Còn cái đam mà của chlorine nó sẽ không đáng kể lắm như mọi người thấy. Nhưng mà nó là một driver, nó sẽ làm cho mọi người có khả năng là nói sao cho đúng nha, nó sẽ làm cho mọi người có khả năng cấp lôi cực kỳ nhanh. Tại vì như mọi người cũng thấy á, là con chlorine này á, mọi người thấy nè, mình nó sẽ bắn 1 2 3 cực kỳ nhanh nè, xong nó bắn một cái nữa cực nhanh là 1 2 3, xong nó bắn đó, combo đúng của chlorine nó sẽ là lướt bắn lướt. Cho nên là cái lượng cấp lôi của chlorine nó sẽ cực kỳ nhanh luôn, nhanh hơn gần như tất cả các nhân vật hệ lôi bây giờ. Và với lại mình cũng đang kiểu như là mọi người có thể thấy là cái đam bắn tia của chlorine nó cũng không to lắm như mọi người có thể thấy hồi nãy. Thì mình nghĩ là một phần là do mình chưa lắp cái nhân vật này, cái đầu tiên này. Ok. Lát giờ chúng ta test lại nè. Hẹn chưa nãy giờ thấy tỷ chlorine nó hơi mỏng mỏng với lại không trâu lắm. À, ok, giờ check mới thấy là chlorine chưa thấy lắp thanh di vật. Hẹn chưa thấy nhỏ nhỏ. Nhưng mà như mọi người thấy chưa lắp thanh di vật mới lắp 2 set tấn công mà nó đã vậy rồi, thì mọi người nghĩ nếu mà mình lắp full set vô thì giờ đam như thế nào. Ok, chúng ta cùng thử lại sau khi chúng ta đầy đủ đồ ha. Hèn chi nãy giờ thấy đam toàn 2000 không. Ok, chúng ta cùng gặp lại anh rồng đất nham nè. Nãy giờ test chưa đúng, cho nên là bây giờ chúng ta test lại cho chắc ăn. Ôi mình né rồi mà ta. Còn đồng đất nhà thì khó chịu thiệt chứ, nó không cho mình đánh luôn mọi người. Ok, thì sau khi xài full set á, thì Lorin lên được tầm 5000 mấy một bắn. Nếu mà mọi người gọi là full combo á, thì mình nghĩ sẽ đam cực kỳ lớn, càng đam lớn hơn rất nhiều ha. Nhưng mà cái vấn đề là mình nghĩ là do cái tấn công mình nó vẫn thấp, tấn công
công mình cho là xài thép như thấm hình nộ cộng với việc không có quá nhiều tấn công. Nhưng mà bữa mình trap thì cái này là cái tinh thông nữa, cho nên là con chlorine này là con chlorine chơi theo kiểu đúng nghĩa là con chơi phản ứng luôn á, tinh thông tới tận 477 lần. Cho nên là cái việc đam đam cá nhân của chlorine nó không to một lúc á thì đúng, nhưng mà cái đam mà khi nó phản ứng thì sẽ khá là to ha.